Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Em Toàn xin gửi một lời chào thân ái đến tất cả quý chị và cô bác. Hôm nay em có một em bình mới sưu tập về đây mọi người ơi. Em bình này là bách hoa. Nhưng mà em bình này bách hoa nhưng mà rất là đẹp mọi người nhá. Họa tiết vẽ nổi khối hết lên. Nó không giống những cái dòng bách hoa khác mà nó vẽ chìm. Đây là dòng bách hoa này vẽ nổi khối lên và có những điểm vàng, chấm vàng đây mọi người nhé. Đấy, những chấm này là những chấm vàng. Đấy, bình vẽ full bình luôn, kiến bình luôn. Rất là đẹp. Đấy, em quay cho các bác xem. Lát nữa em sẽ báo các bác kích thước đây và các bác nhìn bông hoa nó đẹp không? Đấy, bông hoa vẽ vàng nhé mọi người nhé. Toàn bộ vẽ vàng rất là đẹp luôn. Đây, những cái bông hoa, đây là những bông hoa mẫu đơn. Đây mọi người nhìn những cái hoa nó vẽ nổi hết lên nhé mọi người nhé. Sò nó gọn 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 hết lên đấy, mọi người nhìn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Em sưu tầm được em bình này em thấy rất là ưng đấy mọi người ạ. Ở trên cổ đó đây mọi người xem, đây là nó vẽ vàng nhé mọi người nhé. Ở cổ này là vẽ vàng này, khảm vàng này, rất là đẹp luôn. Đây, như cái bông hoa này mọi người thấy đẹp không, quá là đẹp luôn. Em xin phép là em đo kích thước đã, xong rồi em sẽ cho các bác xem chuyện. Em bình này là bình của Cutani nhé mọi người nhé. Mọi người, bình này cao 26, chiều cao 26. Em xem bụng nó bao nhiêu nào. Bụng con này cũng to đây mọi người ạ. Bụng con này là 98 nhé mọi người nhé. 98. Đây em quay cho mọi người xem này. Đấy, 98. Bụng 98. Bụng rất là to luôn. Miệng của nó, em đo miệng nó. Miệng của nó là 13 mọi người nhé. Miệng 13. Để em cho mọi người xem nhé. Đấy. Mọi người thấy chưa? Vẽ vàng luôn. Miệng vẽ vàng. Sạch tưng luôn. Bình rất là đẹp. Đây, mọi người. Chuyện rất là tuyệt vời luôn. Chuyện Cutani. Đấy. Khá là đẹp luôn. Cutani nhé mọi người nhé. Chuyện đỏ, nền đỏ vẽ vàng nhé mọi người nhé. Chuyện vẽ vàng. Rất là đẹp luôn. À, các bác nào mà ai mà xem video này của em mà muốn sưu tầm em bình này về thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Ai mọi người thấy chưa? Vẽ nổi khối lên này, em quay sát lại cho các bác xem. Đây, em đặt đây em quay cho mọi người xem nhé. Em sẽ kéo nó sát lại để quay cận cảnh cho các bác xem cái họa tiết của nó. Đây, các bác xem. Quá là tuyệt vời luôn. Em thấy chiếc bình này quá là đẹp luôn các bạn ạ. Bụng khá là to. Đây, các bác xem này. Họa tiết nó này, vẽ này, đẹp. Những cái bông hoa đây, tỉa vẽ vàng quá là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, các bác thấy phê chưa? Quá là phê luôn. Cái này lại đặc biệt, nó là cổ miệng nó là vẽ vàng rất là đẹp, đắp vàng nổi khối luôn, quá là đẹp luôn các bạn. Đây. Các bác đi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái miệng nó này, thấy chưa, các bác thấy nó vẽ vàng đẹp chưa. Bác nào bình này trong tình trạng lành tít cho mọi người nhá, không có một vết gì cả. Bác nào mà ai mà muốn sưu tầm em bình này về thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em sẽ ship về, gửi về cho các bác, bao bẻ vỡ cho các bác. Đây, rồi em xin phép là một lần nữa là em quay lại toàn cảnh cái bình này một lần nữa để cho quý anh chị nào muốn sưu tầm thì sưu tầm về để cho một cái gian kệ trưng bày của mình thêm sinh động. Quá là tuyệt vời luôn. Thôi, em xin chào tất cả quý anh chị nhé. Một lần nữa cho em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý anh chị và mọi người đã xem video và luôn ủng hộ em Toàn. Em Toàn xin chào tất cả mọi người.